Đấy là tiêu diệt. Đấy. Gọi đến thì đang bận nhá. Mười mấy triệu cũng quá mà anh. Xe như của thằng gì ở chỗ đường chỗ cầu phao ấy, chứ Kiên. Và xe điện Trung Quốc nó tới đây mà nó xây dựng nên là rẻ lắm đấy. Nhưng mà nói anh ạ, xe điện dùng rồi lúc sợ hết. Sợ hết. Hai trăm triệu. Hãy